Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi mua đồ ăn sáng nha các bạn ơi. Thì mình đã đến được cái chỗ bán đồ ăn sáng nè. Sáng nay mình sẽ mua hai cái phần hủ tiếu mì khô. Đây hai cô chú đang chuẩn bị làm cho mình nè. Kế bên đây thì có nướng hai miếng thịt nhìn ngon quá các bạn. Cái chén đó là cái chén sốt để mà ốp với thịt nướng các bạn. Chỗ này thì bán hủ tiếu, mì, cơm tấm buổi sáng. Cô đây thì đang chuẩn bị hai phần cho mình để mình quay xung quanh cho các bạn cùng xem nha. Mình cái quán chỗ này thì ở trong cái khu dân cư đó các bạn. Còn đây là tôi đang ngồi đợi hai cái phần ăn sáng để đem về. Thế là mình cũng đã mua xong nha các bạn ơi. Bây giờ mình đã đem về mình review xem trong hai cái tô này nó sẽ có những gì nha. À quên, mỗi một cái phần như vậy là 25 sàn nha các bạn. Đó, nhìn cũng hấp dẫn chứ bộ. Được một viên chả bò nè, một cục xương thịt nè, được tim, rồi được trứng cút nữa các bạn. Mình không có lấy huyết, mình không lấy phèo, tại vì mình không thích ăn những cái topping đó. Còn bình thường là có đầy đủ nha các bạn ơi. Rồi mời cả nhà cùng ăn sáng với mình nha. Mình cũng rất là ngon nha các bạn. 25.000 gì là cũng là ok nha các bạn. Còn các bạn thấy sao thì comment cho mình biết với nhé. Rồi xin chào các bạn.